Chào các bạn đến với kênh Mind and Body hay tâm trí và thể chất. Tôi tên Charlie Nguyễn, bác sĩ Charlie Nguyễn. Đề tài thảo luận hôm nay là chế độ ăn chay. Chế độ ăn chay là một mô hình ăn kiêng không tiêu thụ thịt, thịt da cầm hay hải sản, trong khi cho phép tiêu thụ thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Tùy thuộc vào loại chế độ ăn chay, nó có thể bao gồm hoặc không bao gồm các sản phẩm từ sữa, trứng và các thành phần có nguồn gốc động vật khác. Dưới đây là tổng quan về những lợi ích tiềm năng của chế độ ăn chay. Lợi ích thứ nhất là cải thiện sức khỏe tim mạch. Chế độ ăn chay có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim do hàm lượng chất béo bão hòa thấp và ăn nhiều thực phẩm có lợi cho tim như trái cây, rau cải, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt. Chế độ ăn chay thường dẫn đến giảm huyết áp, một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe của tim mạch. Lợi ích thứ hai là quản lý cân nặng. Chế độ ăn chay thường có hiệu quả trong việc kiểm soát cân nặng do mật độ calo thấp hơn và hàm lượng chất xơ cao hơn, giúp thúc đẩy cảm giác no và giảm lượng calo tiêu thụ. Lỡ thứ ba là giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Chế độ ăn chay có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 và cải thiện khả, khả năng kiểm soát lượng đường trong máu ở những người mắc bệnh này. Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn chay có thể là làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Lợi thứ tư là sức khỏe tiêu hóa. Chế độ ăn giàu chất xơ từ thực phẩm có nguồn gốc thực vật hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và nhu động ruột điều đặn. Chế độ ăn chay có thể làm giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa như bệnh túi thừa, sỏi mật. Lợi thứ năm, giảm mức cholesterol. Chế độ ăn chay có xu hướng làm giảm mức cholesterol xấu hay là LDL, góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch. Lợi thứ sáu là bảo vệ, duy trì bình vững môi trường. Chế độ ăn chay dựa trên thực vật có lượng khí cải, khí, khí thải carbon nhỏ hơn và bền vững hơn với môi trường so với chế độ ăn tập trung vào chăn nuôi. Chế độ ăn chay đòi hỏi ít tài nguyên thiên nhiên hơn, bao gồm đất, nước và năng lượng và làm giảm căng thẳng cho môi trường. Lợi thứ bảy, cân nhắc về đạo đức và phúc lợi động vật. Nhiều cá nhân áp dụng chế độ ăn chay vì lý do đạo đức vì nó phù hợp với mong muốn đánh góp phần gây hại và bóc lột động vật trong ngành công nghiệp thực phẩm. Lợi ích thứ 8 tác động tích cực đến an ninh lương thực toàn cầu. Việc chuyển sang chế độ ăn chay dựa trên thực vật có thể dẫn đến việc phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn và giảm tình trạng mất an ninh lương thực trên quy mô toàn cầu. Lợi ích thứ 9 tăng cường tuổi thọ một số nghiên cứu cho thấy người ăn chay có thể có tuổi thọ dài hơn và giảm nguy cơ tử vong sớm. Lợi ích thứ 10, thực phẩm đa dạng và giàu dinh dưỡng. Chế độ ăn chay nhấn mạnh đến nhiều loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, bao gồm trái cây, rau cải, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và hạt. Điều quan trọng cần lưu ý là lợi ích sức khỏe của chế độ ăn chay phụ thuộc vào việc lựa chọn thực phẩm và cân bằng chế độ ăn uống một chế độ ăn chay được lên kế hoạch tốt có thể cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể cần. Tuy nhiên, nên chú ý đến các chất dinh dưỡng như sinh tố B12, sắt, canxi và axit béo omega 3, những chất có thể cần được chú ý đặc biệt trong chế độ ăn chay. Sở thích cá nhân và nhu cầu ăn kiêng khác nhau, vì vậy nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc chuyên gia dinh dưỡng khi chuyển sang chế độ ăn chay để đảm bảo chế độ ăn chay được cân bằng, dinh dưỡng và phù hợp với mục tiêu sức khỏe cá nhân. Đề tài này đến nay tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong đề tài lợi ích của trái cây ở video kế tiếp. Xin chia sẻ video này cho những người thân yêu và để lại ý kiến đóng góp. Cảm ơn các bạn.